À, chào cô chú anh chị nha. Thì em còn con Hu 266 này để cho mọi người cắt cây lớn mà có sự gỗ, hoặc là mình cắt cây keo rồi bạch đàn đồ để khai thác, rồi khá là ngon. Nó 66 cc nha, nó cũng công suất nó như 365 á mọi người, nhưng mà đời này là đời hai số, đời đời hai, đời 266, còn kia là đời ba. Nói chung là chất lượng thì nó còn khá là ngon nha mọi người. Thì mấy cái áo này do tại để thời tiết thì đây là em chọn jean nên là không có làm cho nó đẹp này kia. XP nha, đợi XP. Đó. Làm xích của Huana luôn nha, xích thì dày không nói đâu, Latin thì tuyệt vời rồi. Có một con duy nhất thôi, đó, ốp lam đẹp, lóc máy đẹp. Xuống quyết định làm Huana này mọi người, Huana ha. Cái bộ la chất này thôi, nhiều anh em bảo em bán riêng lắm mà em không bán, tại nó lắp chung với con này thôi, để chung với con này luôn. Máy này cho nổ rồi nha. Thì hiện tại thì nó đang có cái giảm giá 10% á, thì anh chị cô chú nào cần máy công suất nó cao cao một tí để cắt nó khỏe thì mình tranh thủ mình mua, do có đợt giảm 10%. Cái con này thì 3,5 triệu nha, này làm nổ rồi đó, 3,5 triệu làm nổ rồi. Và đế rất đẹp nha mọi người. Và con này thì có giảm 10% nha mọi người. 10% là hết bao nhiêu ta, 350 rồi, 10% là hết, giảm hết 350 nữa rồi, vì con này cũng không có bao nhiêu cả. Rồi nhắc lại nha, 3,5 triệu và có giảm thêm 10% cho cô chú anh chị nha. 66 cc nha mọi người. Rồi chào cô chú anh chị. Cái bộ lam xích này về lấy sách ra bán thì phải 700-800 ngàn, mà không có để mua nhiều đâu. Rồi chào mọi người nhé.